Theo đánh giá của các chuyên gia sử học, bộ sách lịch sử gồm hai tập Công thương Việt Nam 1945-2010 và Biên niên lịch sử công thương 2011-2020 với dung lượng gần 2.500 trang in, được nghiên cứu xây dựng công phu toàn diện và sâu sắc, là nguồn sử liệu quý, đồ sộ, phong phú, có độ tin cậy và chính xác cao. Tại buổi lễ công bố bộ sách lịch sử công thương Việt Nam vừa được tổ chức, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết tác phẩm đã tái hiện lại một cách hệ thống, chân thực, khách quan quá trình xây dựng và phát triển ngành công thương Việt Nam xuyên suốt từ thời kỳ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là công trình có giá trị, ý nghĩa, góp phần cung cấp tư liệu lịch sử phục vụ việc tra cứu, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử của ngành công thương trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, là cẩm nang cho các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành công thương học tập, nghiên cứu và triển khai công việc. Bộ sách cũng góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, người lao động trong ngành, nâng cao hơn nữa lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.